đang lo dọn dọn nhỏ Mỹ trắng kia nó đang selfie, xong cái xe đằng trước nó thắng lại mình, nhìn mình khoảng cách an toàn là 50 mét, đúng không? Lúc mình phát hiện ra xe nó thắng thì còn chừng chắc chừng 30, 20 gì á, cái anh đạp thắng cái két, trời ơi, thắng không ăn ông ơi. Du lịch, tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ, thần thái Zimmer. Tự hào, Việt Nam phát triển. Vlog du lịch, Duy Nguyễn, THOL. Xin chào các bạn nha. Mới ngủ dậy mấy bạn. Mới ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo, chưa tập trung. Hôm qua mới trải một kiếp nạn rất là lớn. Anh còn ngồi đây được là may mắn rồi đó. Hôm qua là anh rời Las Vegas lúc 1 giờ chạy tới Gold Gym. Ô lộn, xin lỗi mấy em. Chạy tới Gold Gym tập gym. Tại sao anh lộn cái chữ Gold Gym hoài? Tại ngày xưa đó, ở bên quận 6 anh mở cái phòng, anh mua máy hiệu Gold Gym mấy em. Gold Gym nha. À, thì tại sao phải tập luyện ở Gold Gym? Nè, không phải quảng cáo cho Gold Gym, không hề quảng cáo. Bậy, không hề quảng cáo, nhận tiền quảng cáo gì nha. Tại vì hồi nhỏ đó, anh Duy tập tạ. Đó, xong anh Duy từ từ, anh Duy vò lên. Tới năm lớp tới năm 2010 anh Duy thành cáo rồi. Lúc đó anh Duy mở YouTube lên, anh Duy coi, anh Duy thấy mấy Mr. Olympia đó, nó tập ở trong Gold Gym quá trời luôn. Mà cái phòng Gold Gym nó cũng nhiều chi nhánh ở bên Mỹ á. Cho nên anh Duy mới tự nhủ với lòng rằng khi nào tập chân qua Mỹ này, ta phải tới Gold Gym, ta tập để ta trải nghiệm. Đó là lý do anh phải chạy xe từ bên Las Vegas về tới Gold Gym. Về tới Gold Gym ở California anh tập. Nó thấy ghê chưa, thấy tình yêu gym mãnh liệt chưa? Bởi vì mấy em hỏi đó, cái thằng gymmer nào mà vượt cái quãng đường xa nhất, lâu nhất để đi tập gym vì đam mê? It's me, Duy Nguyễn nha. Xong là Google search địa chỉ, nhấn cặp direction chỉ phát tạt rồi chạy thôi. Chạy được con xe mướn đó mấy em, con xe mướn à, chạy ngon lành, chạy te te, chạy dèo dèo luôn, chạy hồi kẹt xe thế mẹ. Bây giờ trước khi đi vào chi tiết, anh nói nè, anh đi cái quãng đường đó biết mấy tiếng không? 10 tiếng, từ 5 tiếng thành 10 tiếng, mà không phải là 10 tiếng bình thường, mà 10 tiếng cực kỳ kinh khủng, nó ám ảnh cuộc đời anh không giờ anh quên được. Nó trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc, mà không phải cung bậc cảm xúc happy, mà là cung bậc cảm xúc hải hùng mấy em. Hải hùng, lo lắng, bất an, chưa bao giờ anh cảm giác sợ như lần này hết đó. Anh chia sẻ cái sợ cho tụi em nghe nha. Cũng còn may mắn mọi chuyện đã qua đi để anh Duy Nguyễn còn ngồi đây chém gió. Anh Duy Nguyễn chém gió với góc độ là tích cực nha, chém gió cho tụi em thêm thông tin, cho tụi em thêm kiến thức nha, chứ không phải chém gió sầm sàm nha mấy em. Rồi bây giờ từ Las Vegas là bang nào? Nevada đúng không? Nevada, rồi lên Gold Gym đi, từ Nevada, từ quốc quan Cali, hai thằng sát bên, chạy xe tới 5 tiếng hồ. Đường cao tốc, không kẹt xe, đường cao tốc 15 đó mấy em. Đường cao tốc 15 rồi vô đây quẹo 101 cho đến cũng được, hoặc là quẹo qua số cao tốc số 10 cũng được. 265 gì đó, 256 tùm lum hết, nhiều cao tốc lắm. Nó chằng chịt như cái mạng nhện vậy đó. Đó, mà bây giờ đường đi từ Las Vegas mà đi về tới Gold Gym á, thì nó đẹp sao anh không nói đó nha, tại anh nói trong video kia rồi, nó rất là đẹp mấy em, quãng đường rất là đẹp, khung cảnh rất là đẹp, nhưng mà có một cái không đẹp là kẹt xe. Trời đất ơi, kẹt xe bên xứ Mỹ để giả mang không chứ phải giỡn, kẹt kinh khủng, mà kẹt không biết tại sao kẹt luôn bạn. Thí dụ như ở Việt Nam mình nó kẹt cầu, ở Việt Nam mình nó kẹt do tai nạn, ở Việt Nam mình nó kẹt do lễ, còn bên đây nó kẹt tự nhiên nó kẹt. Không biết sao mà nó kẹt, trời đất, cái bữa đó như đi chơi lễ vậy á, bên đây đi chơi Giáng sinh mấy em. Nó đi ăn xin, nó vô sòng bài, nó quýnh, nó thua, nó về nó buồn đạp ga không nổi hay sao á. Trời đất, coi xe nó kẹt kinh khủng, kẹt mà kẹt không có, không biết nói cái từ gì luôn á. Anh đi ra khỏi bang Nevada được xíu qua tới Cali, tưởng nó thoát nạn rồi. Tại vì thấy xứ Cali là cái xứ mà rất là thân thuộc mấy em. Mình qua cái xứ Cali là giống như qua quê hương thứ hai vậy đó. Đâu mà thấy rất là thân thuộc, về tưởng nó hết kẹt rồi, chạy họ kẹt ghê hơn nữa. Xong mình Google nó bó tay luôn, mở cái map ra nó để một cái đường đỏ ké như phụ nữ tới ba trăm điều đó, đỏ kinh khủng đỏ luôn, mà trên Google Maps đó mà bản đồ nó màu đỏ là nó bị kẹt xe đó, nó kẹt xe nó không biết cài đào luôn. Đường thì đường cao tốc chỗ đó thì nó bốn lane nha mấy em, một bên đó là bốn lane mà cho chạy có hai lane cấm. Tại đường cao tốc bên Mỹ mà cái xứ ngoại ô á thì nó vậy đó, còn cái xứ mà nằm trong city á nó 8 lane 10 lane luôn đó, nó phân biệt đối xử nha. Mà ngộ ghê, bên này nó có hai lên trống mà bảo đảm bạn nha, nó kẹt xe mà nó kẹt kinh khủng vậy đó,
nó kẹt mà kẹt không biết ngày ra luôn, cái kẹt mà kẹt ở Việt Nam tuổi tí luôn đó, mà không có thằng nào mà nó chạy vô hai cái lane cấm đó luôn. Cái này nó trong bên phải còn lane, bên trái còn lane, nó chỉ chạy hai lane giữa thôi, xe chạy hai lane giữa kẹt cứng chịu đó. Cái lane nó trong đó thì dùm cho xe nào cấp cứu hay gì đó, nó bị gì bị vô đó vô đó, còn lane ở ngoài chả biết để đạo gì nữa, chắc để cho công an cảnh sát cho cứu thương gì cứu lửa gì đó chạy, không ai vi phạm chạy vô hai cái lane đó mấy em. Nó thể hiện một ý thức giao thông cực kỳ cao á, mặc dù quýnh bài thua nhưng mà nó không có lú. À, xong anh Duy trong dòng người chặt xe nó dưỡng bó cẳng luôn, không biết sao nữa. Xong rồi cái Google nó giờ có hai đường đi này, Duy Nguyễn mày chơi đường nào? Nếu mà mày đi tiếp tục á, đường cao tốc 15 á, thì mày về là chuyện bình thường, giống như lúc mà đi thôi, không có gì hết á. Nhưng mà giờ mày quẹo vô cái đường này đi, cái đường nó tên gì quên mẹ rồi. Mày quẹo vô cái đường này đi, mày đi đi, nó sẽ nhanh hơn tại nó không kẹt xe. Anh rất là tin tưởng nhà Mỹ, nó thôi máy xứ Mỹ giờ chắc chỉ không sai đâu. Đó, mà anh thấy cái đường đó xe nó chạy cũng nhiều, đường cũng bự, đường cũng hai lane chạy, này nó ngon lành, quẹo vô, xong hồi quẹo ra lại cái đường 15 qua khỏi khúc kẹt xe, thấy có lý nha. Xong cái anh chơi vô mấy em, anh nói thật kệ mẹ nó, đừng nào cũng đi trải nghiệm nước Mỹ mà. Mình trải nghiệm nước Mỹ thì mình chơi tới thân đường cao tốc 15 chạy rồi chạy nữa, đâu gì mới đâu. Thôi mình vô đường cũ mình ban đi, đó mình vô đường cũ mình ban hồi cái. Tạch luôn, chịu rồi không chạy giúp được, trời đất ơi, lúc đó chỉ nghĩ là thôi kiếp này mới có về được Sài Gòn không nữa. Đó, bây giờ ra đây đường này nhìn nó khả quan hơn thôi mấy em nhìn khả quan là xe còn chạy được, còn có xe ngược chiều, có xe xuôi chiều, nhưng mà không có sóng internet nha, ở đây mà bị chuyện gì là chết liền luôn á. Lúc đầu thấy cũng được mà vô trong đó thấy nó ghê. Thứ nhất không có nhà nào mấy em, hai bên đường toàn là sương rồng không à, đồng không mong quạnh, mà nhìn trên trời má mây nó âm u nha, nó âm u, nó chuẩn bị nó có sấm chớp, chuẩn bị nó có bão rồi. Mà đọc báo á, bão bên Mỹ này mà bão nằm như bão sa mạc vậy đó, trời nó sấy cuốn cái xe lên trời rớt xuống bên chết tài xế. Cũng hơi bất an mấy em. Xong cái gán chạy theo gộ chỉ, trời có vô đó cũng kẹt xe nó không nổi. Chắc mấy thằng nó trốn kẹt xe đường lớn, nó vô đường nhỏ chung với anh nó cũng bị kẹt luôn. Mà nó kẹt không có ghê, mà cái nó kẹt hồi tự nhiên thấy cái trời gì trắng gì đạp xe bập trắng bập tự nhiên hai bên đường nó chuyển màu mày. Hai bên đường từ cỏ nó màu xanh giờ chuyển qua màu trắng. Ủa có quái gì đây? Cái quái gì đây? Tuyết mấy em, tuyết. Cái con khỉ gì đâu mà tuyết ở đâu mà nó dư nước thì sao mà tuyết quá trời quá đất chứ không biết nữa. Tuyết phủ kín núi luôn, kẹt xe từ đầu hơn tới cuối mũi luôn, vừa đi lạc đường vừa bị kẹt xe. Cali có tuyết mà em. Trời đất ơi, Cali có tuyết mới biết luôn á nha. Trời ơi, xong có thấy vô chạy hồi cái nó nổi, càng ngày càng nặng, nó nổi đầy đường luôn. Xong rồi chạy, trời đất ơi, nó thiệt tuyết á, chạy khung cảnh nó ghê lắm em. Nó lạnh mà tuyết nó không giống mưa. Tuyết nó như mưa vậy đó, mà mưa tuyết. Dù như mưa đi thì nó đập vô kiến mình nghe không ghê. Còn tuyết đập vô đập bập, đập sóng tan, cảm giác nhìn ghê lắm. Mà có tật nhiều chuyện nữa, nó có tật nhiều chuyện mới đáng sợ nè. Lo chạy lo nhòm, ủa dòm hai bên, đừng quá tiếc đẹp quá, hôm nay xuống chụp hình mà một đống thằng Mỹ luôn. Thằng Mỹ có, con Mỹ có, nó xuống nó chụp hình, nó selfie từ đưa luôn mày. Mà được cái nó văn minh, nhưng phải Việt Nam mình thôi, nó đậu xe tại chỗ nó xuống luôn. Còn này nó tắp xe vô trong cái lề á, không phải là cái lề, mà cái phần đất còn dư ra, nó dùng để cho xe cấp cứu đậu. Nó tắp vô phần đó, nó chụp hình, nó selfie, thậm chí có mấy đứa nó đi tèo luôn. Nè, mình thấy mình hóng cái cảnh nó đẹp quá, là mình nhìn thấy trời, tôi chưa bao giờ mà chạy theo một cái con đường mà hai bên tuyết trắng xác vậy nè. Xong rồi cái xe nó chạy nó đua nhau mà con cái rắp lầm mấy em, con cái rắp lầm tưởng nó bỏ mẹ rồi, biết cái rắp lầm gì không? Đang lo dòm nhỏ hơn Mỹ trắng kia nó đang selfie, xong cái xe đằng trước nó thắng lại mình, nhìn hơn mình khoảng cách an toàn là 50 mét, đúng không? Lúc mình phát hiện ra xe nó thắng thì còn chừng 30-20 gì á. Cái anh đạp thắng cái kép. Trời ơi, thắng không ăn ông ơi. Mẹ ơi, ông nói xe tiếc thắng ăn em ơi. Cái cuộc đời xíu đủ con kia ơi. Trời đất, như bây giờ chạy cho tiếc đó. Xe nó chạy lên tuyết hết trơn á, thắng không ăn. Ủa, tưởng nó đụng nó còn thắng, kịch. Cách nó còn 2 mét ông nội mẹ ơi. Cách nó còn 2 mét à. Trời ơi, đụng chúng nó, xách súng nó bắn luôn quá. Trời ơi, thấy ghê không em? Thấy ghê không? Nhưng mà cái này nó ghê nữa nè. Xong rồi đang niềm vui chưa được trọn vẹn đó. Xong rồi cái bật map lên cho chỉ đường tiếp. Lúc này map hết work rồi. Lúc này map hết hoạt động rồi, biết sao không? Không có sóng ông nội ơi. 3G, 4G, wifi chết sạch. Wifi thì không có đâu đầm. Anh qua bên Mỹ này, anh mua cái sim Mỹ nha. Anh mua cái sim Mỹ đăng ký hệ cái 4G, 5G mà gọi là unlimited của nó luôn á. Là full giới hạn luôn đó. Để anh phòng trường hợp nào không có wifi anh lấy anh bật anh xài. Bật nó không có sóng luôn. Mà nhìn cũng đúng vậy, ở cái khu đó đồng không mong quạnh, không con chó không có nữa, làm gì có con người.
đúng không? Con chó không có, nó làm gì có con người, nó không có cái sống nào hết trơn, nó trời á. Cái mình thắc mắc mẹ nó lạc đây rồi sao trời. Lạc thì chắc không lạc đâu, cũng có hai ba thằng chạy chung với mình, nhưng mà gỡ rồi lỡ rồi. Bánh xe nó bị bể nè, xe bị chết máy, bị hư nè, bị hết xăng nè. Là thấy mẹ rồi. Trời ơi, cái đó không cầu cứu ai được luôn ba. Không cầu cứu ai được. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy một cái vùng đất mà không người ở luôn. Đó giờ ở Việt Nam em anh chưa thấy. Ở Việt Nam bây giờ anh có lạc vô cái đường nào mà xe hơi chạy được á, thì chắc chắn là phải có người. Đó đúng không em? Cùng lắm là phải có nhà tiều khu, nhà nàng tiên cá gì đó không biết nữa. Hay là mấy cái tụi phịch thủ nó đi nó phượt đâu đó phải có người. Còn ở cái xứ Mỹ này hả, trời ơi, có một cái đoạn đường dài 100 km. 100 km mấy em. Nó dài thăm thẳm vậy đó, nó ngoằn ngoèo. Mà nó không có bóng ma nữa, chỉ có công an thôi, hay thiệt. Lâu lâu gặp công an biết sao, xe bị đụng công an tới nó xử lý, nó phân luồng. Mà nhìn thấy tội nghiệp công an ghê. Trời lạnh thấy mà nội luôn, trời lúc đó là lạnh thấy 2 độ á. Ông mặc áo gió ra, ông chỉ phân luồng này nọ. Thì đường có 2 lane thôi, đường làng á mấy em, cái đường này thuộc dạng là đường quê của Mỹ. Nó có 2 lane thôi, lane ngược chiều với lane xuôi chiều. Thì khi mà cái xe nó đụng một cái problem á, thì nó còn một cái lane thôi. Một cái lane kia nó bị phong tỏa, này hiểu không? Thì phải có công an, người ta đứng người ta điều tiết cho xe nó chạy bên này dừng, xe bên kia chạy bên kia dừng, nó kẹt kinh khủng, kẹt vô đường làng cũng kẹt, về đường lớn cũng kẹt. Kẹt thấy mụ kẹt luôn. Nó một cái cảm giác rất là sợ hãi mấy em. Cảm giác rất là sợ hãi trong cái trời đêm này nọ kia mà 100 km, vừa kẹt xe mà vừa tuyết mà vừa mịt mù, không thông tin, không data, không gì cả. Sợ lắm chứ. Sợ lắm, mấy cái cảm giác xấu nhất là phải ngủ trên xe. Mà ngủ trên xe ngày mai mở mắt ra cũng có gì ăn luôn nữa. Trời ơi, chưa bao giờ mà anh cảm thấy anh rơi vào hoàn cảnh đường cùng như vậy luôn á. Mà tại ai? Tại khốn nạn Google. Cũng có tại nó chứ tại ai. Thằng khốn nạn Google nó có 2 chỗ nữa. Nó chỉ, xong anh chạy được khoảng chừng 50 km, con đường quẹo vô quẹo quẹo là đường 15. Mà lúc đó đó, bị tuyết nhiều quá. Công an nó ghi cái bảng phong tỏ cái đường luôn, không cho vô. Không cho vô mấy em, tuyết ngập cao quá, không cho xe chạy vô. Là mình phải đi thẳng tiếp, mình đi thẳng là mờ. Xong hồi tới ngã ba nó chỉ 2 hướng, bên trái á, thì quẹo qua đường cao tốc 40, bên phải á, thì quẹo ra lại cao tốc 15. Lúc này ngu ngơ vậy. Xong cái xe Toyota cùi á, gán moi ra cái bản đồ. Moi ra bản đồ coi zoom các kiểu này, kéo rột các kiểu. Xong rồi cái suy nghĩ, bây giờ đường cao tốc 40 á thì đi thì nó cũng gần hơn, mà đường cao tốc 15 thì nó quanh lại đoạn xa hơn. Thêm cái trải nghiệm nữa đi đường cao tốc 40. Xong rồi quẹo từ cái ngã ba đó mà đi ra cao tốc 40 á là phải 30 cây á. Trời ơi, nó ở bên Mỹ này á nó rộng lắm em. Mình nói chuyện mà cây số á 20 cây nó nhẹ te à. Nó nhẹ te à. Nhưng mà thợ nó kinh khủng khiếp. Thằng nó chạy thiệt ấn tượng, nó nhớ mãi trong đời luôn. Xong cái tàu mắc tè chịu hết nổi luôn em. Mắc tè chịu hết nổi luôn. Mặc dù mình biết đây cái xứ gì, xứ văn minh, nhưng mà giờ bần cùng xin đạo tặc rồi. Nó không có cây xăng, nó không có toilet, nó không có nhà vệ sinh, nó cũng không có nhà dân, nó không có gì cả, nó no everything. Thôi kệ nó, một trải nghiệm tiếp theo là lần đầu tiên mà chắc cũng là lần duy nhất Duy Nguyễn thả tình yêu vào đất mình. Xả nước cứu thân đó ba. Trời đất mà lạnh quá. Rồi. Chết rồi ơi, má lạnh quá. Trời, nó vừa mưa mà nó vừa lạnh nữa. Trời ơi, cái cảm giác nó lạnh ba không hiểu nổi đâu. Ở Việt Nam thì bạn không thể nào bạn hiểu. May ra mấy bạn ngoài Bắc thì bạn hiểu thôi, chứ dân miền Nam không hiểu cảm giác này. Nhiệt độ có 2 độ thôi. 2 độ mà ngoài trời nó có gió, mà nó có mưa tuyết nữa, nó lạnh. Trời ơi, má ơi. Tốn 10 cây nhiếp. 40 cây nhiếp luôn. Xong rồi á, thoát khỏi đó rồi. Thoát khỏi đó ra được đường cao tốc 40. Mà khi mình ra được đường cao tốc á là mình không có gì sợ hết á. Mình không có gì sợ, đã cao tốc là có mạng. Mà có mạng là gì, cốc ngang nào. Đó, chỉ có mấy cái đường làng mà đường vô rừng á, nó mới không có mạng thôi. Mà cái chỗ đó đó là không phải rừng, cái chỗ đó là đất trống, đất không có gì cả. Cái đất đó mà nó xảy ra bão một cái là chết ngắt luôn á. Nó không có cái gì hết, mà mới sao kêu cấp cứu luôn. Lúc đó không biết kêu điện thoại nào quanh qua, nó biết chỗ nào không luôn. Đó, ra được đường cao tốc có người chạy, không có sợ nữa. Không có sợ nữa, tức là mình chắc chắn là mình về được. Đường cao tốc đã ra được cao tốc là chắc chắn là về được. Không có ngán, mày quan trọng là về lâu về mau thôi. Đó. Nhưng mà khi mà chạy đường cao tốc ở bên Mỹ, có một cái sự khác Việt Nam rất là nhiều nha em. Khác Việt Nam. Ở Việt Nam á thì đa phần xe nó chạy chậm. Đúng không? Đa phần xe nó chạy chậm. Mà nếu mà nó xe nó chạy nhanh được á là xe nó phải ít
nó thưa thưa nó mới chạy nhanh được. Còn ở cái xứ Mỹ này á, nó ngộ lắm, nó một cái độ mà nó không không đông mà nó không ít, nó chạy ban dèo 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 dèo, nó chạy ban rất là lớn, chạy tốc độ rất là cao, tốc độ nó phải thật ra đường thì nó chạy có 65 mai thôi, ở bên Cali này chạy cho ít hơn bên Dallas, Dallas nó chạy nhanh hơn, Dallas đường nó chạy ok hơn, còn bên này nó chạy tốc độ mai nó chậm hơn chút, chạy 65 thôi, nhưng mà cha con nó ban toàn 80 không ông ơi, nó ban như Việt Nam thôi à. Các bạn đừng nói là riêng về cái màn tốc độ, riêng về cái màn tốc độ là ý thức của tài xế Mỹ nó cũng bình thường, giống như Việt Nam nó ban đùng đùng vậy đó, nhưng mà ý thức về chấp hành giao thông thì nó tốt hơn, nhưng mà về tốc độ thì nó vẫn cứ ban thôi. Tại vì mình hiểu được cái khoảng cách mà bây giờ tôi kẹt xe quá tôi phải bù lại chứ sao giờ, đúng không? Giống như anh Duy đi từ Las Vegas tới Gold Gym nó báo có 5 tiếng thôi, anh Duy chạy 10 tiếng thôi sao? Cái cảm giác 10 tiếng lái xe trên đường Mỹ nó khác 10 tiếng lái xe ở Việt Nam. 10 tiếng lái xe ở Việt Nam mình còn nghỉ được, 10 tiếng lái xe bên Mỹ đâu có nghỉ được ba. Mặc dù bên Mỹ nó kẹt xe phải, nhưng không phải là kẹt xe đứng chỗ, đúng không? Không phải là kẹt xe đứng chỗ mà kẹt xe bò từ từ, mà cảm giác bò từ từ mấy em cũng đâu nghỉ được. Nó còn ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam kẹt xe đứng chỗ ghét tắp xeo lệ nghỉ luôn chứ ai đâu mà ngồi đó chui. Nó mà ở Việt Nam này đường nó lái mịt chạy rất là chán. Còn ở bên Mỹ á, nó kẹt xe khúc này nhưng mà khúc kia nó hết kẹt xe, nó chạy dèo dèo, nó chạy nó bù cho đoạn kẹt luôn á. Nên chạy xe ở đường cao tốc bên Mỹ cũng không có đèn đâu nha mấy em chạy nói chung là tao lái phải lụa thôi, tao lái phải lụa này nọ kia. Nói chung là bên này chạy nó cũng rất là dễ gây tai nạn, mà cái tai nạn ở bên này nó sẽ nặng hơn tai nạn ở Việt Nam. Đó, nặng hơn tai nạn ở Việt Nam, tại vì đơn giản các bạn, nó câu này không phải là phân biệt xe sang hay xe cùi. Ở bên Việt Nam mình á, mấy cái thằng nào mà nó chạy mẹt á, chứ nó chạy BMW nó mới dám ban, nó chạy xe mắc tiền á, nó mới dám chạy nhanh. Còn mấy cái xe rẻ tiền nó chạy như con rùa vậy đó. Còn bên này ngược lại, bên này xe rẻ xe mắc cho nó ban đùng đùng hết. Bên này mà thấy không, mấy thằng chạy xe bán tải nó chạy nó rip đúng ác luôn á, tôi rất là sợ luôn bạn. Bởi vì Duy mướn cái xe mà xe gầm cao mà cái xe Toyota Forerunner, xe của Bắc à, Duy Nguyễn đâu có dám rip như mạc đâu. Vô mấy cái cua rất ngát, đúng không? Vô mấy cua mà đang chạy chừng 70 mau là phải nhịn là tập trung dữ lắm luôn á, tập trung dữ lắm luôn á mới dám vô. Còn ở bên này nó chạy quen á, nó chạy mấy xe cốc cốc mà nó vô reo nhìn kinh thôi, có chuyện như là chết cắt. Bây giờ bạn hiểu tại sao bên Mỹ nó chết vì tai nạn giao thông không? Tai nạn giao thông bên Mỹ chết rất nhiều cho bạn, 40.000 người năm, 40.000 người chết vì tai nạn giao thông một năm, không phải đùa đâu. Tại vì sao? Tại vì bên Mỹ đa phần chạy xe cùi, đa phần nó chạy xe cùi. Tại vì bên Mỹ tỷ lệ xe, ví dụ 1.000 người dân hết mẹ nó mấy trăm thằng có xe rồi, thì trong mấy trăm thằng đó có xe cùi nó chứa tỷ lệ cao hơn. Mà nó ra hai quay đó, nó chạy đùng đùng như đó thì đụng chết thôi chứ gì đâu, túi khí nào cứu nổi. Mặc dù có thấy an toàn này nó ok thôi, nhưng mà nó rất là nặng, nó rất là nặng mấy em, chưa kể gặp mấy em motorcycle nó chạy nữa, nó đụng nó sẽ nặng hơn Việt Nam rất là nhiều. Rồi thôi đó là chuyện của Thiên Hạ, giờ quay qua chuyện của Duy nè. Xong rồi từ đường cao tốc 40 nó nhập vô đường cao tốc 10, nó nhập vô đường cao tốc 15, nó chạy trở lại về Lod, nó chạy về Lod xong nó mới tới Gold Gym đó. Gold Gym nó nằm ở Venice Beach đó. Venice là một thành phố giống như bên Ý nó cũng có thành phố tên là Venice nữa, nhưng mà cái Venice này thì nó nhỏ hơn nhưng nó nhỏ hơn cái Venice bên Ý, nhưng mà chỗ đó đặt cái Gold Gym nó kêu là Venice Big Gold Gym. Ô Gold Gym đó. Chạy tới đó xong rồi tới đường số 15 tuyết nữa, cái cảm giác nó lạ lắm bạn, chưa bao giờ Duy thấy cảnh tượng tuyết nó đẹp như lần này. Mặc dù tuyết Duy thấy ở Thụy Sĩ, Duy thấy ở Nhật Bản, Duy thấy ở châu Âu rất là nhiều tuyết, nhưng mà cái cảm giác tuyết á mà nó đổ ra một đoạn đường dài. Cái ngày hôm đó Duy đi là nó vừa mưa mà vừa tuyết, có đoạn nó mưa, có đoạn nó tuyết, có đoạn nó mưa tuyết kết hợp đó. Thì bạn tưởng tượng trên đường cao tốc số 15 á, nó rộng mà, đường nó đường chính mà. Hai bên đường á, cái nhà nó tuyết nó đè nó sập cái nhà. Tuyết nó rớt từ từ á, mà nó đè cái nhà lùng tè luôn. Cái nhà thấy một cái chót tuyết cao vậy nè. Xong rồi qua mấy cái chỗ hãng xe với mấy cái chỗ mà nhà máy xí nghiệp mà tạo xe hơi ở ngoài đó, cái xe hơi nào tuyết nó phủ trắng xóa hết, nó phủ cao nhầm cái xe hơi luôn. Trời đất ơi, lần đầu tiên như thấy cảnh tượng đó. Chưa bao giờ Duy thấy mà một đống xe hơi mà tuyết nó phủ nó đè vậy. Chưa bao giờ thấy tuyết nó đè kín cả khu rừng, nó đè kín cả tòa nhà mà nó đè trên xe hơi luôn. Trời đất ơi, nó ngộ ghê các bạn. Bởi vậy sống ở cái xứ này có nhiều cái đó vui. Khi thì nó nóng nóng thấy mẹ luôn. Khi mà nó tuyết xuống một cái một hả, là không thấy đường chạy xe luôn. À, không thấy đường chạy xe luôn. Mà chạy xe trên tuyết là khá là nguy hiểm. Mà cái xe nó bị tuyết đè vào hoài chắc nó mau hư á. Bởi vậy bên này chắc nó bán bảo hiểm hơi mắc. Đó là cảnh tượng hai bên đường, nó tạo cho Duy một cái ấn tượng.
nó tạo cho một ấn tượng mà chuyến đi gì cũng có, chuyến về cũng có. À, chuyến về tuyết. Xong rồi về tới đường cao tốc 15 đó, kẹt xe nữa ông nội. Nó kẹt hoài à. Lễ đó, bên ở bên cái xứ Cali này nó kẹt kinh khủng, nó thật sự. Duy đi nhiều bang rồi, Duy thấy cái bang Cali này khó ở lắm mà. Cái bang Cali này có rất là nhiều điều bất cập, nhưng mà Duy không dám nói đâu. Chừng nào về Việt Nam đi Duy nói. Nó kẹt xe, trời ơi, nó kẹt. Nó giàu quá đó bạn, giàu quá, đường dân nó đông quá, rồi xe nó nhiều quá nó kẹt. Trời ơi, sáng cũng kẹt mà tối cũng kẹt. Lúc mà tao đi Las Vegas nó kẹt buổi chiều, lúc mà về nó kẹt buổi tối. Nó kẹt sao về tới nhà mẹ nhận được khách sạn mừng thấy mụ nội luôn. Lúc đó là hết khách sạn bút luôn rồi. Trời đất ơi, vô được downtown của Cali mừng lót chứ. Cali nó rộng quá. Vô được downtown của lót mừng thấy mẹ, bật Google Maps lên chạy vòng vòng. Vô tới đây hết kẹt xe. Vô tới đây hết kẹt bạc, nó chỉ kẹt trên highway thôi. Nó chỉ kẹt trên highway thôi và nó kẹt một số đường. Số đường mà nó mang chất thương mại. Ở bên lót này nó có những cái con đường giống Việt Nam đó mẹ. Nó giống y Việt Nam vậy đó. Không phải biết phải gì không, gì đang thắc mắc nha. Không biết là có phải người Việt mình đi mua những cái nhà ở những con đường đó để tạo ra những con đường giống Việt Nam hay không. Mà như thấy trên đó nó có tiệm nail, nó có tiệm phở. Mà bạn đi ở xứ Cali hay xứ Mỹ nè, bạn gặp nail với phở chắc chắn 100% Việt. Chắc chắn 100% Việt. Đó. Nên có những con đường rất giống Việt Nam mà những cái con đường đó nó kẹt xe. Những con đường đó là những con đường nó kẹt xe. Còn những con đường mà nó giống Mỹ thì nó không kẹt. Giống Mỹ làm sao? Tức là cái nhà hai bên đó. Chứ đâu nó cái nhà hai bên để ở. Còn có những đường nhà hai bên đó thương mại. Thương mại thì không phải thương mại giống New York đâu. Thương mại nó là nhà sụp sệ, nó thật sự bản như nhà cấp 4 á. Nói chung á thì những cái con đường đó như thấy nó giống như đường Lê Văn Khương thôi. Nhà nó thậm chí có cái tệ hơn, nhà nó lùng tè mà sụp sệ đó, nhà nó kỳ lắm. Nói chung là nhìn nó nhếch nhác mà nó bết bát lắm. Vỉa hè có khi còn không có nữa. Nó mà xe chạy ở giữa đường. Mấy con đường đó nó nằm ở đâu nhiều chỗ lắm. Mà cái chỗ mà ấn tượng mà Duy thấy là gì, cái thằng gì, thằng Santa Monica. Thằng Santa Monica là thành phố nó khá là giàu, nó kẹt xe lắm. Nói chung là thằng nào kẹt xe là Duy nhớ à. Còn những con đường của Mỹ ở á, không phải dùng đường của Mỹ mà chẳng là những đường khác đó. Tức là nó chỉ có nhà ở và nó chỉ có company. Nó có nhà ở thì nhà nó cũng thưa, nhà nó cũng có gara đàng hoàng. Nó nhà bên lót thì không có đẹp. Thì nó rộng hơn được một len. Mà xe nó chạy thưa hơn, nó không có bị kẹt xe. Nó thì đi vô khách sạn đó, book luôn, bây giờ nó mắc thấy mẹ cũng chịu thôi chứ giờ sao giờ không book ngủ ngoài đường ha. Bởi ở bên cái xứ này, cái xứ Cali này nó mắc kinh khủng nha các bạn. Mà nhất là thành phố Lod nữa. Thành phố Lod là một trong thành phố đắt đỏ mà, thì cái gì qua đây đi xài tiền rất là thốn đạn. Đó, khách sạn bèo nhất phải 4 triệu một đêm mấy em. 4 triệu một đêm á, mà 4 triệu một đêm là 3 sao thôi đó ba. Mà vô trong đó chi phí nữa, mỗi lần vô nó bực mình $100 chưa tháng nào trả hết á. Không biết nó có giật không nữa. Đó. Nên cái vấn đề là Duy sẽ tìm hiểu lại. Tại vì đi khách sạn này là sẽ xì cái cạc ra. Đó. Nó xì cái cạc thẻ tín dụng ra đó, nó trừ $100. Nó phân tiền nữa đó, xong rồi nó nói mình không có xài gì nó trả lại. Xong rồi vô khách sạn đó của Nhật. Trời ơi, nhìn là thấy chữ Momokiko gì đó thấy nghi Nhật rồi. Xong rồi vô gặp bảo vệ mất khí, xong vô gặp lễ tân mất khí luôn, rồi xong Nhật chăm luôn. Rồi gặp đoàn khách Nhật nữa rồi hiểu. Đó, vô trong đây khách sạn y như Nhật. Phòng thì nhỏ này nọ kia, nói chung nó trang trí như Nhật, giống y như là đi bên Nhật thôi. Trời, đặt lưng cái đó xong cái mẹ nằm ngủ đi bì luôn, biết khỉ gì nữa trời. Nằm ngủ không biết trời đất, nằm ngủ mà không cởi quần luôn á. Lộn, không thay đồ luôn á. Mặc đồ ra nằm lăn cái đường. Pum. Nhớ cái giường giả man. Nhớ cái giường giả man luôn. Xong rồi mắc cái chuyến đi nhớ đời với ba. Tập gì nổi con gym nữa, không tập nổi. Người ngủ đêm đi. Sáng mai bắt vô bờ tập. Bắt vô bờ đi, trả xe rồi. Trả xe cho ta rồi ba. Mướn cái xe ngày gần $300, bữa nay đâu rồi lên giá nữa. Trời đất ơi, mẹ nó tới cái chỗ xích ít gì đó. Mướn xe. Xong rồi cái hỏi mày còn chiếc khác, tao mướn đổi xe cho tao chạy 100 rì đi. Cái đó giờ lễ lại gì đó, không có chiếc nào hết trơn trội á. Nên giờ hết xe rồi, thứ hai thứ ba mới có xe lại. Nó thứ hai thứ ba xe thôi tao đi vô bờ mẹ tao rồi. Nó xong rồi dư tính, nó giờ trả xe chứ đi vô bờ nào mắc hơn nào. Mướn xe mắc hơn. Mướn xe bạn đi đường xa thì mới có lợi. Còn bạn nằm ở trong cái đau tao, bạn đi vòng ở trong đau tao, và công việc bạn nằm ở trong đau tao á, bạn đi khoảng cách ngắn, đi ăn đi uống nữa, đi vô bờ có lợi hơn. Đi dưới bờ có lợi, còn đi xe không có lợi, nên thôi kệ mẹ nó, khỏi mướn luôn. Đó, mốt đi về bang kia lấy mẹt chạy. Đó. Đi dưới bờ bên này thì nó mắc hơn Việt Nam. Giá bên dưới bờ bên này nó mắc gấp 3 lần bên Việt Nam đi. Thí dụ như cái đoạn đường mà đi từ sân bay Tân Sơn Nhất á, mà đi về khách sạn quận 1 á, thì dưới bờ bên Việt Nam chừng 200 ngàn hết cỡ. Nhưng mà cũng cái quãng đường đó thì bên này nó khoảng 500, 600, thậm chí
Để coi có một lần chị đi từ Santa Monica mà đi về sân Palos đó, nó lấy gì hết $50 á. $50 mấy em. Bên này chắc không có phạt kẹt xe hay sao. Thấy chung chán chán lắm. Nói chung là cảm nhận nó phải có nhiều cái góc. Đi xe hơi thì có cái sướng thiệt, có cái bực thiệt. Đó. Nên mà đời của Di bên đời Di qua được cái bàn này á, là Di đã trải qua được cái sướng của nó, cũng trải qua được ức chế của nó, cũng trải qua được cái bực bội của nó, cũng trải qua được những cái gì gọi là kẹt xe, mà cũng trải qua được những cái gì gọi là mình rip rột trên cao tốc, mà cũng trải qua được những cái cảm giác mà công an vô nó lôi kia nó bắt, lôi kia nó bắt thấy thương luôn, không biết tội gì á. Nhưng mà công an lên không có đứng ngoài đường nha mày, nó dí xe không à, nó dí xe không à, chưa thấy công an nào đứng ngoài đường mà ngoắt hết á. Nên cái đó nó rất là khác Việt Nam, mà nó tạo cho tài xế cái cảm giác yên tâm lái. Nó tạo cho tài xế cảm giác yên tâm lái. Còn bên Việt Nam mình lâu lâu mấy anh cứ phang ra giữa đường sợ đụng. Nói chung không có ghét bỏ gì nhưng mà sợ đụng mấy bạn. Đang chạy xe nên sợ đụng. Nhiều khi chạy mình chạy 60-70 km/h đó, thắng nó không kịp cái tình huống đó. Nó nên gây ra một cái tai nạn. Mà tai nạn lỡ mà đụng chết người một cái nữa thì đương nhiên là cái sau này của quãng đường của mình nó sẽ bị, cái quãng đời của mình nó bị tâm lý. Đúng không? Tâm lý ai mà từng chạy xe mà đụng chết người, nó tâm lý nặng lắm. Còn công an đây nó bắt bạn, nó hú còi sau lưng, nó dí bạn là bạn tắt vô nha. Nó hú còi đằng sau lưng bạn, nó dí bạn mà nhìn được kính chiếu hậu nó thấy chạy ra sau lưng bạn và bạn phải tắt vô. Nó là nó bắt bạn đó, chứ không phải nó bắt thằng khác. Nó bắt thằng nào nó chạy sau lưng thằng đó. Đó, nó phát thông điệp cho bạn là à, tao bắt mày đó, mày bị cái tội gì đó, có thể là tội overmind hay là tội silent, đèn silent hay chỉ cũng nghĩ gì đó, hay là nghi ngờ mày là phạm, tắt vô đi. Tắt vô xong rồi nó đậu sau lưng bạn. Nó không đậu trước mặt bạn, nó không bao giờ nó khái niệm nó chạy trước mặt nó cập hết á. Đậu sau lưng bạn. Bạn ở đây nói lên cái gì? Đó là cái ý thức chấp hành giao thông. Và thằng giao thông nó thằng công an cũng lịch sự. Xong rồi xuống á, hỏi gì đó làm gì đó ai biết, tùy tội. Nói chung được còn ngồi được đây cũng là may mắn mà. Nói chung ở bên xứ Mỹ này Duy có rất là nhiều trải nghiệm. Nhưng mà có những cái trải nghiệm mình quay lại mình phải rùng mình sợ. Sợ bạn, cái cảm giác đó sợ thật chứ. Tại vì mọi chuyện di chúc này nọ thì chưa biết đó, mấy cái building đó thì có cái nó chưa xong đó, gánh nặng trên vai nó còn nhiều, đúng không? Có những cái mục đích của những cái dự định của mình cũng chưa đạt được, mà mình lạc trong hoàn cảnh đó, một hoàn cảnh mà Duy hoàn toàn mất tự chủ cái này, nó bị động tâm bề luôn, hoàn toàn mất tự chủ, mất lắm, mất phương hướng, tại không có internet, không có 4G, không có nhà dân để hỏi, mà không có ai đó để giúp để support mình hết. Mình cảm thấy lạc lõng bơ vơ một khoảng không gian rộng lớn và trơ trọi. Làm gì có cảm giác nào mà con đường 100 km mà như vậy, chưa giờ trải qua 100 km mà như vậy đó. Mà ở xứ Mỹ này nè, 100 km là chuyện bình thường. 100 km là chuyện bình thường, nó rộng thênh thang mà nó làm cho mình cảm giác rất là mênh mang, rất là lo sợ. Đó, thì đây là cái nội dung mà ngắn gọn anh Dương Nguyễn chia sẻ là chạy 10 tiếng lái xe, bị lạc trong rừng luôn, hoàn toàn thất vọng, tuyệt vọng, để thực hiện một cái giấc mơ gym. Nếu không có gym anh Duy Nguyễn không làm chuyện này, đúng không? Nếu mà không có gym anh Duy Nguyễn đi máy bay chứ mắc gì chạy xe chỗ này cho chết bà nội luôn. Nên tật anh Duy Nguyễn nó có hai cái. Một cái là tính chất là thích phiêu lưu trải nghiệm thời tuổi trẻ. Thứ hai là gym. Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới anh Duy Nguyễn vẫn tập gym. Khi mà anh Duy Nguyễn đặt chân khách sạn Duy Nguyễn, hỏi đầu tiên là gym nằm ở đâu, gym nằm ở đâu đó. Và anh Duy Nguyễn sẽ trải nghiệm, khi mà anh Duy Nguyễn xong việc rồi, Duy Nguyễn sẽ có khoảng thời gian cho một tuần để Duy Nguyễn được trải nghiệm những phòng gym chuyên nghiệp ở đất Mỹ này. Mà nói chung thì nó nằm ở tiểu bang của mình thôi, chứ nó rộng quá không biết chỗ nào hết. Thì anh Duy Nguyễn sẽ tìm một cái tiểu bang nào nó ấm áp một chút xíu, chứ nó lạnh nhiều quá nó mệt lắm. Mốt về Sài Gòn, về Việt Nam lại mình không có quen. Khí hậu Việt Nam mình nó là ấm, nó ấm. Còn bữa này nó lạnh, cực lạnh. Tốn tiền quá gió quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Nhớ subscribe kênh để kiếm nút vàng nha mấy bạn. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.